Nè nè nè, Thanh Tiger và ba tên về thăm mẹ, nhưng không thấy mẹ đâu. Hôm nay đã là 30 Tết rồi, hai đứa tôi đang thu dọn hành lý để lên đón giao thừa với mẹ. Đây là cái mền của mình từ hồi nhỏ xíu tới giờ, đi đâu cũng phải lôi nó theo thì ngủ mới ngon. Ai mà theo dõi kênh của mình lâu rồi thì sẽ luôn thắc mắc là mẹ của hai đứa đâu mà không bao giờ thấy xuất hiện. Mẹ ở trên ngoại chứ ở đâu, hai đứa không có ở chung với mẹ cho nên bữa nay mới lên thăm mẹ nè. Đi xa để phải nhớ, về bữa cơm gia đình, về hơi ấm của mẹ và một đàn em thơ. Quê ngoại của hai đứa ở Phú Xuân, Phú Tân, An Giang. Nhà ngoại của mình khá đặc biệt, giữa mênh mông bao la bạt ngàn lúa mọc lên một căn nhà, đó chính là nhà ngoại của tôi. Trong đầu suy nghĩ kịch bản là mẹ sẽ chạy ra mở cửa rồi mừng vui các kiểu đồ ha, nhưng không hề, nhà không có một ai hết. Mẹ đã chở bà ngoại đi công chuyện và tới chiều mới về, rồi hai đứa tự xử, tự vô tự dọn cơm ra ăn tỉnh bơ luôn. Ăn xong lục lọi tủ lạnh thì thấy có kem chuối với kem đậu xanh, hai đứa vừa ngồi ăn vừa coi phim rồi đợi mẹ về. Kết quả là ngày 30 Tết chưa cho mọi người thấy được mặt mẹ tôi.